Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Right On. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài số 4, chương trình học kỳ 2, Unit 4, 4E, Grammar. Trong phần 4 này chúng ta học những cái cấu trúc ngữ pháp hết sức là quan trọng. Trong phần 4B là chúng ta học về ngữ pháp về thì hiện tại tiếp diễn nha. 4E chúng ta lại học về một cái thì, đó là thì tương lai gần, be going to. Thì tương lai gần với be going to. Bây giờ chúng ta sẽ viết công thức thì tương lai gần. Rồi, thì tương lai gần này. Thì tương lai gần. For e, for e, grammar. Thì tương lai gần. Thì tương lai gần nhá. Thì tương lai gần là be going to. Be going to, các bạn nhớ này. Thì tương lai là diễn tả. Diễn tả cái gì? Các bạn nhớ diễn tả một kế hoạch, diễn tả kế hoạch, diễn tả kế hoạch hoặc là dự định hoặc dự định trong tương lai. Diễn tả kế hoạch hoặc dự định trong tương lai. Các bạn cần phải chép bài. Đây là cách sử dụng cái thì này. Diễn tả kế hoạch hoặc dự định trong tương lai. Đó. Kế hoạch là plan. Là dự định là intention. Intention là dự định. Cái thứ hai đó là tiên đoán. Tiên đoán, dự đoán. Tiên đoán, dự đoán. Dự đoán cái gì? Dựa trên. Dựa trên điều mà chúng ta nhìn thấy, điều chúng ta biết, chúng ta thấy, chúng ta biết hoặc là thấy, tức là có bằng chứng, có bằng chứng, minh chứng. Lát chúng ta coi ví dụ sẽ biết hơn này. Minh chứng, có bằng chứng, minh chứng, evidence. Đó, bằng chứng, minh chứng, evidence. Ok, rồi tiếp tục này. Tiếp tục chúng ta sẽ ghi câu khẳng định, câu phủ định. Nhá. Câu khẳng định, câu phủ định và câu nghi vấn. A, câu khẳng định. Câu khẳng định này. Câu khẳng định chủ ngữ cộng với am hoặc y hoặc a, đây là động từ to be đó. Cộng với going to, going to. Cộng với một động từ nguyên mẫu. Động từ nguyên mẫu infinity. Cái này là chữ V, động từ nguyên mẫu nhé. Đó. Amia cộng với going to cộng với động từ nguyên mẫu. Going to cộng động từ nguyên mẫu. Ví dụ chúng tôi, we are going, we are going to visit London next month. Là next Monday, vào thứ hai tuần sau. Ví dụ đây là kế hoạch dự định của chúng ta, chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta xài tương lai gần, be going to cộng động từ nguyên mẫu. Be thì phải chia theo chủ ngữ, ở đây we thì chúng ta xài a. Động từ nguyên mẫu là viết lại cái động từ đó thôi và không phải thêm thắt gì cả. Rồi, ví dụ thứ hai. Hãy nhìn đám mây đen. Look at the dark cloud. Tức là mây đen. Mây đen thì trời sẽ mưa đúng không? Trời sắp mưa rồi. Vậy là it is going to rain. Trời sắp mưa rồi. Trời sắp mưa rồi. It is going to rain. Là thì tương lai gần. Là thì tương lai gần. Dựa trên những cái bằng chứng, minh chứng cụ thể. Bằng chứng, minh chứng cụ thể nhé. Rồi, chúng ta qua B. Câu phủ định. Câu phủ định. Câu phủ định là câu có not trong câu và chúng ta dịch là không. Vậy là thêm not sau to be. Thêm not sau to be thôi. Thêm not sau to be. Vậy là chủ ngữ cộng am hoặc y hoặc a cộng với go cộng với not. Cộng với not. Cộng với going to. Cộng với động từ nguyên mẫu. Thêm not sau to be và nhớ viết tắt. Am not là không viết tắt được. E not thì viết tắt là isn't.
are not thì viết tắt là am, các bạn nhớ nhé. Ví dụ chúng ta chuyển hai câu trên sang câu phủ định, đó là we aren't going to visit London next Monday. Chúng ta sẽ không đi thăm London vào thứ hai tuần sau. Hoặc là hãy nhìn mây kìa, look at the cloud. Trời sẽ không mưa, chẳng hạn it isn't going to rain. It isn't going to rain. Đó là câu phủ định của chúng ta. C, câu nghi vấn. Câu nghi vấn là câu gì? Câu nghi vấn là câu có chấm hỏi trong câu, đó là câu hỏi. Chúng ta đưa to be, đưa to be ra trước chủ ngữ, ra trước chủ ngữ. Lưu ý, lưu ý, I chuyển thành you, my chuyển thành do cho tôi. Đấy. Rồi, vậy là am ia, am ia cộng với chủ ngữ, cộng với going to, cộng với động từ nguyên mẫu. Đây là thì tương lai gần, câu nghi vấn của thì tương lai gần. Ví dụ câu trên are we chuyển thành you luôn. Các bạn, are you going to visit London next Monday? Bạn sẽ đi thăm, các bạn sẽ đi thăm London vào thứ hai tuần sau chứ? Ở đây có câu trả lời là yes I am, yes I am, no I am not. Hỏi thì phải trả lời. Ok, câu dưới này nhá. He is going to rain. Trời sẽ mưa chứ? Trời sẽ mưa chứ? Yes gì? Yes it is. No it isn't. Các bạn nhớ lấy chủ ngữ trong câu và lấy động từ đầu câu thôi nhá. Not no thì phải có not, vậy thôi. Đó là thì tương lai gần. Và chúng ta nhớ cái dấu hiệu, khi mà học nhiều thì rồi chúng ta phải nhớ dấu hiệu của các thì, của từng thì. Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian sau, trong câu có các trạng từ chỉ thời gian, đó là tomorrow. Tomorrow là ngày mai, tomorrow là ngày mai các bạn, ngày mai. Rồi chúng ta có từ next, mà cái từ next này có thể kết hợp là next week này, tuần sau này, next month tháng sau này, next year năm sau này, hoặc là next Sunday chủ nhật tuần sau này, vân vân. Đấy. Rồi chúng ta có this, cái từ this, ví dụ this Monday thứ hai tuần này, hoặc là this summer mùa hè này, this summer, vân vân. Thì các bạn để ý khi mà các bạn gặp những cái trạng từ chỉ thời gian này, các bạn sẽ chia nó thì tương lai gần nhé. Rồi, đó là toàn bộ lý thuyết về thì tương lai gần của chúng ta. Các bạn cần phải học, nghe chưa? Các bạn cần phải học cho kỹ vào. Bởi vì tới thời điểm này các bạn đã học được 3 thì rồi. Học được 3 thì là phải phân biệt được các thì chúng ta mới làm bài chia động từ trong ngoặc được. Rồi, chúng ta quay trở lại sách này. Rồi, đây là lý thuyết nhé. Thì tương lai gần. Ví dụ, are we going to take the book back to the library tomorrow? Chúng ta sẽ mang sách quay trở lại thư viện vào ngày mai chứ? Rồi, đây là lý thuyết. Lý thuyết. Đây là câu khẳng định, câu phủ định và câu nghi vấn của chúng ta. Đây là trả lời ngắn. Rồi, xuống đây. Hãy đọc cái này. Hoàn thành câu sử dụng câu khẳng định, câu phủ định với be going to và động từ đã cho. Rồi, chúng ta cùng làm này. Rồi, visit là đi thăm. Visit là đi thăm. Listen là nghe. Eat là ăn. Chat là nói chuyện. Chat chit, study là học. Play là chơi, watch là xem, go là đi. Bây giờ tuần này John sẽ không, đây là câu phủ định nhé, X là phủ định, không chơi bóng đá. Alex ăn ở một nhà hàng Ấn Độ, ở đây có dấu tích tức là câu khẳng định. Vậy là Alex is going to này, phải có này, và động từ đây là động từ ăn. Vậy thôi, viết xuống. Alex is going to eat at an Indian restaurant. Câu số 3, phim là phải xem phim rồi. Thấy bộ phim không? Và cinema thì chắc chắn là đây sẽ là động từ xem. Và đây là câu phủ định vì người ta cho dấu x. Vậy thì chúng ta sẽ viết, bởi chủ ngữ số x thì sẽ y thôi.
Câu phủ định để thêm lót vào. Isn't going to watch là xem nhé. Rồi, sang câu số 4 này, nghe nhạc đúng không? Nhạc là phải nghe nhạc rồi, và đây là dấu tích, tức là câu khẳng định. Peter là chủ ngữ số ít, vậy sẽ là e going to. E going to, và viết từ listen xuống. Viết từ listen xuống. Rồi, chúng ta qua câu số 5. Cái gì mà online này, với nhau online thì đây chắc là nói chuyện với nhau online rồi. Nói chuyện với nhau online, và đây là câu khẳng định thì phải là going to rồi, là câu khẳng định. Đây là chủ ngữ số nhiều thành a, vậy là a going to. Are going to chat. Are going to chat, nói chuyện online. Sang câu số 6, Kim và mẹ của cô ấy. Kim và mẹ cô ấy sẽ đi thăm bảo tàng đúng không? Vậy là câu phủ định. Kim và mẹ là hai người là số nhiều, và đây là câu phủ định thêm not vào là an. Going to. An going to gì? Visit an art gallery. Thăm nhà trưng bày nhé. Câu số 7 này. Shopping mà là đứng mua sắm thì phải là go rồi. Và đây là câu khẳng định, vậy là KE. Going to go shopping with her friend. Và sorry, chú ý này, đây chúng ta có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với go, với go đây. I'm going to go swimming, hoặc là I'm going swimming cũng được. Có thể là to go, hoặc là chúng ta rút gọn đi, và ở đây sẽ là e going thôi. E going shopping, e going shopping cũng được. Đó là cái hàm ý của cái câu đấy. Chúng ta xuống bài số 2, trang 78. Hãy hỏi và trả lời sử dụng cái ý tưởng bên dưới đây. Rồi, hãy hỏi và trả lời sử dụng những ý tưởng dưới đây. Câu số 1, người ta làm sẵn luôn. Bạn này đi thăm bảo tàng vào cuối tuần này phải không? Vậy là bạn sẽ đi thăm bảo tàng vào cuối tuần này phải không? Không, hoặc là đúng vậy, hoặc là không phải. Và chúng ta sẽ viết là are you going to visit. Các bạn phải tự thêm to be vào và tự thêm cái going to vào. Rồi, ví dụ câu số 2 này. Câu số 2 sẽ là gì? Là bố mẹ là số nhiều, chúng ta sẽ a. Câu số 2 viết như sau. Câu số 2 này. Are your parents going to the cinema this Saturday evening chấm hỏi. Và câu này sẽ trả lời là yes, bố mẹ của bạn, they are, hoặc no they aren't. Rồi sang câu số 3, trời sẽ mưa vào ngày mai chứ? Trời sẽ mưa vào ngày mai phải không? Và ở đây sẽ là is going to rain tomorrow. Trời sẽ mưa vào ngày mai phải không? Yes, và là yes it is. No it isn't. No it isn't. Câu số 4 là gì? Câu số 4 là bạn sẽ chơi bóng đá vào ngày mai phải không? Are you going to play football? Are you going to play football tomorrow? Ngày mai bạn sẽ chơi bóng đá phải không? Câu này trả lời là yes I am, hoặc no I am not. No I am not. Sang câu số 5, đó là gì? Giáo viên của bạn sẽ đi picnic vào tuần sau phải không? Ở đây sẽ là Is your teacher. Bởi vì giáo viên đây là một người số ít. Is your teacher going to have a picnic next weekend, tức là giáo viên của bạn sẽ đi picnic vào tuần sau phải không? Ở đây là yes. Bây giờ chúng ta có thể xài he is hoặc là she is đều được, bởi vì không biết là trai hay gái. No, he isn't, hoặc là she isn't đều được nhé. Ok, vậy là chúng ta xong cái bài số 2, trang 78. Bây giờ chúng ta qua bài số 3, trang 78. Đó là gì? Bạn này sẽ làm gì, sẽ không làm gì vào cuối tuần, hoặc là thứ 6 tuần, sáng thứ 6 tuần sau, rồi mùa hè tới. Vậy chúng ta sẽ ghi
I am going to play football this weekend. I'm not going to visit my cousin. Tôi sẽ chơi bóng đá vào cuối tuần này. Tôi sẽ không đi thăm anh họ của tôi. Vậy chúng ta sẽ viết viết bạn, viết những người bạn của bạn. Bây giờ, vậy bạn của tôi viết là Nam. Nam. Nam y going to going to going to chú gì ta? Play badminton. Ta có rất nhiều hành động được ghi. Nam sẽ chơi badminton vào cuối tuần này, this weekend. Đó. He isn't, anh ấy sẽ không. Going to sẽ không xem phim. Phim sẽ không xem phim, hoặc là xem TV, hoặc xem cartoon, tùy các bạn. Các bạn có rất nhiều hành động để viết nhé. Ok, rồi bài 4E ngữ pháp. Vậy thì tương lai gần của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo. Goodbye and see you later.